Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Lan Đình Canada Vlog. Hôm nay Lan xin chúc cho mọi người lúc nào luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Hôm nay là vào mùa xuân nha. Lan đi quay cảnh xung quanh khu nhà của Lan á, là đường phố mùa xuân và hoa cherry nở, cây cherry nở bông nha mọi người ơi. Lan sẽ quay cho mọi người cùng xem đây ạ. Rất là đẹp luôn. Qua đây là hoa tulip màu vàng màu đỏ rất là đẹp nè, vào mùa xuân hoa nở rộ. Còn đây hoa gì mình không biết, hoa gì mà màu rất là đẹp, trắng và tím tím rất là đẹp này mọi người. Cây này không biết là cây hoa gì mà nó nở bông và lá rất là đẹp luôn. Cái này hoa hồng đang chuẩn bị nở búp chứ chưa có hoa. Vào mùa xuân thì những cái cây hoa này nè, những cái hoa này mà những bạn bị dị ứng á, là cái hoa này làm cho dị ứng này. Hoa vàng vàng rất là đẹp nè, hình như là cái tên là bồ công anh đó mọi người. Hôm nay là vào mùa xuân, trời ngồi nắng và gió mát mát, nhưng mà cũng còn hơi lạnh, và gió mùa xuân cũng còn lạnh lắm. Lan đi quay cảnh xung quanh nhà Lan và cho mọi người cùng xem những cái hoa nó nở rất là đẹp. Wow, cái cây hoa này đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rất là to luôn nha, cái cây này rất là lớn luôn. Quá là đẹp luôn. Không biết là nắng nó chói hay mọi người có thấy rõ không nữa. Đẹp quá phải không vậy mọi người, quá đẹp luôn á. Rồi đi dạo tiếp. Hôm nay là đi dạo vòng quanh tập thể dục luôn mọi người ơi. Cái này là cây mai của Tây này, rất là đẹp, cây mai vàng đó mọi người. Để mình zoom gần cho cả nhà mình cùng xem. Trời ấm là bắt đầu có người cởi xe đạp rồi kìa.
mọi người xem clip thấy hay nhớ đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ, ủng hộ kênh Lan Đinh Canada ngày càng phát triển hơn nha mọi người ơi. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một cái like và một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh là một cái động lực để cho mình có tinh thần làm thêm những cái clip tiếp theo hay hơn nữa nha mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật ra thì vào đầu mùa xuân cho nên là nhiều cây thì nở hoa rất là đẹp, còn có nhiều cây thì chưa có nở nha mọi người ơi. Những cái cây hoa này hồi giờ đây là cái mùa của hoa bông cherry và hoa anh đào đó mọi người. Đây là gần đường nhà mình cho nên là mình đi dạo mình cũng biết đường ra, những là lạ mình không biết đường ra nên mình vào trong đậu mình ngồi luôn, không có chỗ gì luôn, không biết đường về luôn á. Thật là đẹp luôn. Nhờ là hôm nay thời tiết nó nắng á mọi người, cho nên mình quay clip thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn, cho nên mình tranh thủ mình đi bộ mình dạo phố. Hoa tulip rất là đẹp. Màu tím này không biết hoa gì mà có màu tím đẹp á, mình thì mình khoái màu tím mọi người ơi, mình thích cái màu tím nè. Màu tím này rất là đẹp luôn. Không biết là tên gì mọi người nhớ bình luận ở dưới cho mình biết cái tên như vậy ạ. Cây này đang nở lá nè mọi người, lá này lá tươi đó nha, nhưng mà lá nó có màu đỏ đặc biệt, nó có màu đỏ rất là đẹp luôn, nó giống như cái trái vậy á. Thật ra là cái lá nha,
cái lá đâu đỏ rất là đẹp luôn. Lại tiếp cục cây cherry nữa mọi người ơi, cherry rất là đẹp luôn. Khu này là vườn cho là những nhà nào cũng thường thường thì nhà nào cũng có cây cherry hết, rất là đẹp. Cherry và trái táo apple. Quá đẹp luôn. Cái này hoa tulip màu tím này rất là đẹp. Trời ấm mà mấy em nhỏ ra ngoài chơi trò chơi kìa. Cái cherry này rất là lớn luôn nè. Đẹp luôn. Ok mọi người ơi, clip cũng đã dài rồi. Hôm nay Lan chia sẻ khu vòng vòng khu nhà Lan và chia sẻ cảnh đường phố và những cái bông nở rộ cho mùa xuân rất là đẹp nha. Một lần nữa mọi người nhớ thấy hay nhớ đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ, ủng hộ kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc tặng mọi người thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Lan xin hẹn lại clip tiếp theo. Bye bye.